Kính thưa quý vị, tại giới đàn Chùa Minh Thành, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, sáng nay ngày 3 tháng 9, tức ngày mùng 8 tháng 8 năm nhâm dần, đã trang trọng diễn ra lễ khai mạc đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo, Phật lịch 2566, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức, với gần 250 giới tử phát nguyện lãnh thọ giới Pháp. Quan Lâm chứng minh có tiếng lão Hòa Thượng Thích Ký Quản, Quyên pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Hội đồng Thập sư Tăng Ni Nhị Bộ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và các tỉnh thành. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Từ Dân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai cho biết, Ban trị sự đã tiến hành kiến lập tái khai tam đàn giới thể, mở ra con đường tam vô lộ học, đưa tăng ni bước lên thềm thang giác ngộ giải thoát chi tôn thiền đức lãnh đạo giáo hội tỉnh kiền thỉnh tôn hiệu tôn sư giác đạo định danh cho đại giới đàn lần này ngài là đệ nhất tổ hệ phái cổ truyền tại tỉnh gia lai là người nối nắm tôn phong kế thừa và phát huy phật pháp đâm ánh sáng phật pháp phổ nhuận khắp nhân gian với công đức và nhân duyên bố giáo rộng khắp tôn sư giác đạo nghiễm nhiên trở thành linh hồn của hệ phái cổ truyền tại tỉnh gia lai ngài là một vị tổ sư với cuộc đời tu hành thanh bạch đức hạnh dạng toàn của giáo hội phật giáo việt nam gương lành đức hạnh của chư tổ tiền bối nhắc nhở tất cả chúng ta lấy giới đức làm nền tảng tu hành thắp sáng ngọn đèn trí tuệ soi tỏ nguồn tâm từ đó đem ánh sáng phật tổ soi khắp muôn nơi giúp cho mọi người thoát khỏi mê đồ Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Phật lịch 2566 dương lịch 2022 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 8 năm nhâm dần. Tổng cộng 240 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó tỳ Kheo 55 giới tử, Sa Di 92 giới tử, tỳ Kheo Ni 39 giới tử, Thích Swamana 20 giới tử, Sa Di Ni 34 giới tử địa điểm truyền giới cho giới tử tăng tại chùa Minh Thành, địa điểm truyền giới cho giới tử ni tại chùa Bửu Sơn, ban kiến đàn cung thỉnh hòa thượng thích Đổng Khiết, hòa thượng thích Minh Thông, phương trưởng chùa Huệ Nghiêm, đương di đường đầu, hòa thượng truyền giới tăng, hòa thượng thích Minh Thông, phương trưởng chùa Long Sơn, Đương di Yết Ma A Lê, hòa thượng thích Quang Nhuận, phương trưởng chùa Hiếu Quang, hòa thượng thích Lễ Trang, phương trưởng chùa Định Thành, đương di giáo thọ A Lê, cùng thức vị tôn chứng tăng già. Với đàn nghi, cung thỉnh ni trưởng thích nữ hạnh thiện, đương di đường đầu hòa thượng ni trưởng thích nữ hạnh nguyện đương di yết ma a xà lê ni trưởng thích nữ hiệp liên ni trưởng thích nữ hạnh đức đương di giáo thọ a xà lê cùng thức vị tôn chính trước tôn dung của chư tôn trưởng lão hòa thượng hội đồng thập sư tăng ni nhị bộ chư giới tử đã chí thành đánh lễ tri ân công đức quý ngài đã hiện diện chứng minh qua đó phát đại nguyện là sau khi thọ lãnh giới pháp thì sẽ dành cả đời để giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, ngõ hầu xứng đáng là hàng trung tôn thích tử, đền đáp ưng đức của thầy tổ và chưa gì giới sư. Tại đây, ban kiến đàn đã cung thỉnh hòa thượng thích thiện nhân, chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời chỉ đạo đến ban trị sự Phật giáo tỉnh gia lai, ban tổ chức đại giới đàn cam lộ giác đạo. Hòa thượng chủ tịch tán tháng công đức của ban trị sự Phật giáo tỉnh gia lai đã kiến lập đại giới đàn một cách trang nghiêm, trọng thể và quy mô giúp cho tăng ni khắp nơi có cơ hội trở về chùa Minh Thành để thọ lãnh giới pháp. Đại giới đàn là Phật sự hết sức quan trọng về tăng sự, luôn được Trung ương giáo hội quan tâm, khuyến khích Phật giáo các tỉnh thành, hai năm tổ chức một lần. Nay, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai thực hiện rất tốt, đúng với chủ trương của giáo hội, hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ năm, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ sáu diễn ra trong tháng 9 này. Qua đây, Hòa Thượng cầu nguyện Đại Giới Đàn được thành tựu viên mãn và chúc cho chư vị giới tử sẽ đắc được giới tướng giữ được giới thể trang nghiêm thanh tịnh, giữ giới như giữ trồng con mắt. Từ đó mà phát sinh trí tuệ, giác ngộ, chân lý giải thoát, góp phần giữ gìn mạng mạch Phật Pháp được lưu truyền nơi thế gian. Dịp này, chư giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo đã được lắng nghe lời đạo từ của Đức Quyền Pháp Chủ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí quản, sách tấn cho đời tu của mình trong tương lai qua báo cáo của ban tổ chức đã nói rõ về ý nghĩa mục tiêu của đại giới đàn. trưởng lão hòa thượng gợi ý thêm, Đức Phật dạy trong tứ sanh lục đạo là chỉ có loài người mới được xuất gia thọ giới. Tuy nhiên trong loài người không phải ai cũng được xuất gia thọ giới, vì còn có nhiều chướng duyên, cho nên đủ duyên để xuất gia làm sa môn và đắc được sa môn quả thì mới là điều quan trọng. Ngài nhấn mạnh, từ kinh nghiệm bản thân. Trưởng lão hòa thượng nhìn lại và thấy được người thọ giới, giữ giới, đi suốt cuộc đời mình là rất khó. Do vậy, chư vị giới tử hôm nay đã vượt qua những chặng đường khó khăn nhất. Phần còn lại phải cố gắng thực hành giáo pháp của Đức Phật. Từ đó, chứng được sa môn quả, không bị đời sống vật chất cám dỗ, trở thành một tỳ kheo chân chính, bước vào đời sống thanh tịnh và nhận được sự gia hộ của mười phương chư Phật. Cuối lời, Đức Quyền Pháp Chủ cầu mong tam bảo gia hộ cho anh chư giới tử, được thẳng tiến trên đường đạo, chứng được tất cả quả vị của một người sa môn. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự tỉnh Gia Lai, hương chủ đại giới đàn phát biểu cảm tạ. Sau lễ khai mạc, Đức quyền pháp chủ và thượng chủ tịch Chư tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện Chùa Minh Thành để dân hương bạch Phật đảnh lễ tam bảo và hiệp lực cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn giáo Pháp xương Minh tăng già hòa hợp giáo hội trang nghiêm và gia trì cho đại giới đàn cam lộ giác đạo được tựu như Pháp